Hello, xin chào tất cả mọi người nha. Tối nay mình đã có thẻ cào để tặng cho tất cả mọi người rồi. Mọi người ơi, tập trung lại đi nào để chúng ta cùng nhau tranh giành 10 cái thẻ cào. Wow, cái màu xanh rất là tuyệt vời của cái thẻ cào. Rất đẹp. Chưa hề cào một chút nào nhé mọi người. Mọi người hãy cầm điện thoại lên và chuẩn bị để cào thẻ cào thôi các bạn ơi. Mọi người nhanh tay đi nhá mọi người nhá. Mọi người nhanh tay nhá, nếu không các bạn sẽ không có được thẻ cào đâu nha. Nói trước nha, đây thẻ cào của chúng ta đây, và đây là số thẻ cào bữa trước mình đã xài để làm video cho các bạn xem trong thời gian vừa qua. Đây là một số ít thôi, chứ số nhiều còn vứt vứt một số đi rồi. Đây là mấy cái mà mình rửa rảnh xong mình nhét vô này, do mình cũng không có tiền cho nên là mình cũng xài thẻ cào 10k tới 20k, 20k với lại 50k đấy, 50k với lại mình xài thẻ cào 100k đổ lại thôi các bạn. 100k thì mình cũng ít xài, do mình tiền thì cũng không có nhiều cho nên là thẻ cào thì 100k thì cũng rất là ít xài. Xài mỗi một cái này này, còn hình như là 4 5 cái, nhưng mà mình làm mất 2 3 cái kia rồi đấy, các bạn thấy chưa. Số tiền mình làm clip cho mọi người xem không hề nhỏ luôn nha, vì mình làm clip cũng không hay cho lắm nhưng mà mình vẫn rất là thích làm cho mọi người xem. Thì nhân tiện kênh của mình ngày hôm nay đạt 1.000 người đăng ký, mình rất là vui luôn các bạn ạ. Mình sẽ tặng thẻ cào cho tất cả các bạn, ai mà nhanh tay thì sẽ được, còn những bạn nào mà hơi bị chậm chậm xíu hay là cái gì đó thì để lần sau nha các bạn. Đây. Thì để các bạn nhìn rõ thì mình sẽ kiểu là mình cào xong một cái xong mình sẽ chụp hình luôn. Hay là như thế nào, hay là mình cào xong mình đưa rõ cho các bạn xem nhỉ, cào xong đưa rõ cho các bạn xem được. Mọi người hãy cầm điện thoại lên mà chuẩn bị nhập vô nhá các bạn nhá, mình sẽ cào từ bên này qua đi. Mong là tất cả các bạn hãy kêu gọi bạn bè nhiều vào để mọi người có thể có được thẻ cào nha các bạn. Từ từ, các bạn hãy lấy điện thoại để mà nhập đi nha các bạn nhá. Mình mong là mọi người hãy chia sẻ cho bạn bè cũng biết để vào nhá mọi người nhá. Mình sẽ cào từ từ thôi đấy. Đó, các bạn thấy chưa? Các bạn nhìn rõ nhá. Xem nó có rõ không? Đây, rõ rồi. Mình sẽ đọc từng số luôn. 915 39 195 75 159 71. Cái đầu tiên của chúng ta là xong rồi nhá. Đến cái thứ hai nhá các bạn nhá. Đến cái thứ hai nha mọi người. Cái thứ hai ở đây rồi. Mọi người hãy nhặt nhanh đi các bạn ơi. Các bạn hãy cầm điện thoại lên mà nhật nhá. Cái thứ hai rồi. Mình nghĩ là mọi người đã nhìn rõ rồi nhá. Đấy. Ở đây là mình còn hẳn mấy cái này. Thôi để mình cào xong mình chèn hình cho các bạn xem nhá. Từ từ từ. Từ để mình cào xong xíu mình cho hình cho các bạn xem cho nó rõ. Cào nhanh nhá, cào nhanh, sau đó mình sẽ cho hình cho các bạn xem cho nó rõ hơn. Cào thế này thì nó không có được cho lắm. Như này các bạn có một số phải đó, là xem được biết, các bạn sẽ không được. Mình cào sẽ từ đằng cái một đằng sau, từ đằng sau. Cào có. Ok, mọi người ơi, đã nói xong các bạn rồi, nếu anh có thể cào thì để bữa sau nhá. Các bạn chưa nhận thấy cao chưa nhận thấy số này nó vẫn rất là nhỏ, số bạn nhìn là có gì đâu, có cao vậy là chúng ta sẽ cao rồi. Các bạn cứ đừng có vội nữa, chú nhận lại xem nhé. Nếu mọi người anh nào thì anh dùng dao sọc anh này lấy mấy cái khác được cao thử cao cứ như vậy, mình sẽ chấm cho các bạn xem. Các bạn luôn cùng chúng ta xem qua.